mình không? Nếu có thì các bạn hãy follow mình lên Twitter, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn biết 5 quán cà phê mình biết nha. Đây là tất cả những vật dụng mình cần phải chuẩn bị để đưa các em bé đi chơi nè. Thực ra thì hôm nay mình định đi 5 quán. Tất cả những quán đó đều nằm ở các quận trung tâm như là quận 7, quận 5, quận nhất và quận 2. Mà mình hôm nay chỉ đi được 4 quán thôi. Còn lý do vì sao thì các bạn hãy theo dõi mình đến cuối clip nha. Và bây giờ mình đi chơi thôi. Quán đầu tiên mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là September. September nằm ngay ở quận 5 và nằm trong một con hẻm nhưng mà rất là dễ tìm luôn đó. September được lấy cảm hứng từ tổ chim và ở đây các bạn sẽ được đón nhận một nguồn ánh sáng tự nhiên và rất thích hợp cho các bạn thích sống ảo nha. Ở September thì mình thấy rất là thích hợp cho các buổi ăn sáng, vì vậy mà mình chọn nó là nơi đầu tiên mà mình muốn đưa các bạn tới. Một phần nữa mà mình thích quán này đó chính là có bán những ống hút thủy tinh có thể tái sử dụng lại, rất là bảo vệ môi trường. Ta-da, đây là Hamsty Croissant và Strawberry Latte. Nếu có dịp ghé qua thì các bạn hãy thử hai món này nha, rất là xuất sắc luôn đó. Thực ra thì mình thích Orange Latte hơn mà bữa đó mình đi thì đã hết hàng rồi, quá xui. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem một vài bức ảnh mà mình đã chụp được ở đây. Giờ hãy follow mình đến những địa điểm tiếp theo nha. Quán thứ hai mà mình muốn dẫn các bạn đi đó chính là Godmother. Cái mà mình thích nhất ở đây đó chính là được thiết kế màu hồng siêu xinh luôn. Và menu ở đây thì khá là đa dạng. Mẹ muốn uống gì? Có cái nào ngon ngon á, mẹ hơn cơ cho tôi đi. Đây cái gì cũng ngon rồi. Really nigga. Godmother thì nổi tiếng với những món ăn brunch, thì đây là dạng kết hợp giữa buổi sáng và buổi trưa. Thì hôm nay mình đã gọi một vài món ăn, nhưng mà món nào cũng rất là xuất sắc đó. Sẵn đây thì mình sẽ chia sẻ một bí quyết để có được những bức ảnh sống mạo đẹp và lung linh. Đó chính là dẫn theo một người bạn chụp hình có tâm nhất ngoài đất này. Thế là mọi người ơi, mọi người có thấy mấy bên đằng sau đằng không? Đây là Mỹ, cô Mỹ hôm nay là bảo mẫu của Mickey, của Minnie và là trợ lý của Mỹ Hân. Ta da. Đó là ba Mỹ, ăn bám. Ăn xem. Yêu duyên. Vui vô. Tiếp tục hành trình đến quán thứ ba nào. Quán này thì hơi xa một xíu nhưng mà rất là đáng để đi đó nha các bạn. Ở đây chị chủ quán này là người Hàn Quốc và siêu dễ thương luôn. Chị chủ có nuôi một em mantis tên là Bom. Em Bom khi thấy Mickey và Minnie thì rất là vui mừng và hoan nghênh.
À đúng rồi, do tụi mình mới đi ăn ở góc Modern xong rất là no chung, cho nên khi tới quán này tụi mình chỉ gọi những món nước đơn giản thôi. Và trong tất cả những ly nước mà mình đã gọi thì mình ấn tượng nhất đó chính là ly nước tên là Galaxy. Và nhân viên ở đây á, rất là chu đáo luôn đó. Khi mà mình mới tới, mới vào quán mình chưa kịp gọi gì cả thì nhân viên đã dọn sẵn hai chén nước cho Mickey và Minnie luôn rồi. Và bây giờ mình đem hai chén nước cho hai em bé nhà mình đây. Thú thật với các bạn là lần trước mình đã ghé quán một lần rồi và mình rất là thích quán nên mình quay lại. Và lần trước thì mấy đứa đã tè bậy và rất là hên là các bạn nhân viên không có khó chịu gì cả và rất là nhanh chóng dọn dẹp để không ảnh hưởng đến những khách xung quanh khác. Mình thích quán lắm luôn đó, mà mỗi tội thì quán quá xa thôi. Bây giờ quán tiếp theo mình đi là sẽ mang phong cách Hàn Quốc. Các bạn thử đoán xem là quán gì nha. Hello. Trước khi di chuyển đến quán thứ tư thì mình hãy tích chấp cho hai em bé một xíu nha. Khi mà mình đến Dora Dora thì mình đã phát hiện ra một tin rất là buồn. Đó chính là quán đã nghỉ Tết rồi. Và vì thế mà mình chỉ đi được 4 quán thôi. Quán cuối cùng chúng mình đi đó chính là Macaron Vin Air, nằm ngay trong quận 7 luôn. Thì quán này theo mình thì hơi khó tìm một xíu. Mình đã để địa chỉ, hoặc là các bạn có thể đánh Macaron Vin Air trên Google Maps thì Google sẽ hướng dẫn và chỉ đường cho bạn. Còn bây giờ thì hãy theo mình đi vào quán nào. Quán này thì hơi bé một xíu và đúng là cái tên nó lên tất cả, quán chỉ bán toàn macaron mà thôi. Mà macaron ở đây thì vừa ngon vừa dễ thương xỉu luôn đó. Và có nhiều cái macaron nhìn mà không nỡ ăn luôn á. Quá là xinh. Thì có một quán mà mình không đi được cho nên mình sẽ bù cho hai em bé nhà mình bằng cách là dẫn hai em bé đi Sky Garden. Đây là một khu chung cư ở quận 7 và ở đây thì các bé được vui chơi thỏa thích luôn đó. À đúng rồi, ở trên đây cũng có rất là nhiều quán ăn ngon. Mà từ sáng tới giờ tụi mình đã ăn quá nhiều rồi cho nên hẹn các bạn một dịp khác nha. Mickey. Mình đã giới thiệu được cho các bạn 5 địa điểm mà có thể dẫn những em bé của mình đi chơi rồi nè. Sau này mà có thêm những địa điểm khác thì tụi mình sẽ update thêm sau cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình đến cuối clip. Love you.